Chào các bác, em là Quý bên kênh Khoan Bin Nhật Bãi. Thì hôm nay em có cái con rửa xe này quay giới thiệu tới các bác ha. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em. Con này là thuộc cái phân khúc cao cấp nha các bác. Rửa xe gia đình hay là rửa xe lấy tiền gì cũng ok ha. Con này zin của nó là một phe 220V ha. Tem kỹ thuật của em đó nè. Tem của motor, còn đây là đó 240V đó, 12.5A. Mắc in Italia ha. Italia M. Đầu nén, thông số của đầu nén. Tay hồi. Đó thông số của đầu nén đó. Rồi. Này em gắn nó lên trên một cái con xe này rất là nhỏ gọn ha. Nó không có chiếm diện tích của các bác nhiều. Đó, hai bên. Tay hồi dùng súng được nha. Con này chạy áp 100, 101 nha các bác. Em đang để nó chạy áp 100. Lưu lượng nước của nó là khoảng 11 đến 13 lít một phút. Rửa xe không chạm lấy tiền ha. Cái này là nước hồi ha. Nước hồi thì mấy bác mua thì em để về em test thôi, mấy bác mua thì em sẽ đấu nước hồi vô đây luôn cho nó gọn ha. Cho nó vòng về luôn cho nó gọn, chỉ cần một dây nước hút thôi là được rồi. Còn quay test thì em để cái nước này cho nó chảy ra cho các bác xem. Đó, ti sứ 18. Ti sứ 18 đầu HC240 của Ý. Đó. Mấy bác tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tra cái thông số của cái đầu nén đó trên Google ha. Đó, trọng lượng của con này nó khoảng là 50 kg nha các bác. Em đoán vậy thôi chứ em chưa cân, nhưng mà thường thường nó khoảng 50 kg. Cái đầu nén hơn chục, con motor 30. Xe cộ lòng vòng nữa, đó. Áp 100, 101. Rồi em test các bác xem ha. Bây giờ em sẽ cho nó chạy trước. Áp 100. Chạy không tải đó em ha. Nước hồi về. Áp 100. Nước hồi vẫn còn ha. Chạy không tải. Rồi. Quay cho bác xem. Không tả lại giá em bán con này thì nó hơn 8 triệu nha các bác, hơn 8 triệu, nói chung là 8 triệu rưỡi chưa bao gồm dây với súng ha. Đó, giá chính xác luôn, 8 triệu rưỡi đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác luôn, đến tận nhà luôn, chưa bao gồm dây súng. Mấy bác mua dây súng thì tính thêm chút ha, dây 10m hay là 15, 20m. Đó, hoặc là nhà mấy bác có dây thì cứ về cắm dây vô là xài thôi, hoặc là mình không dùng súng thì nó cũng bớt đi đường khúc không? Được mấy trăm ngàn à, tiền cây súng rồi. Cây súng 800 đến 1 triệu, 1 triệu mấy cũng có. Đó, nói chung là súng tùy loại. Các bác mua kiểu nào cũng có ha. Thì nói chung là trọn bộ như vậy.
Máy với cái khung xe, máy với khung xe ha, là 8 triệu rưỡi nha các bác, 8 triệu rưỡi con này đó. Hỗ trợ các bác sửa chữa suốt đời ha, cái này thì không có gì khó hết ạ. Phụ tùng thì nó bán nhiều ha, phụ tùng bán nhiều, thông dụng, phốt phiết đầy ra ha. Mua cái gì cũng có ha. Cái này bảo hành cái đầu bơm mà cho các bác 6 tháng ha. Còn cái motor này thì bảo hành 1 tháng thôi. Tại vì về mấy bác nén các kiểu, mấy bác ép nó lên tới trăm mấy là cháy motor. Thì lúc đó em đâu có biết được, lúc đó lại đổ thừa cho em, đâm ra nó mất vui ha. Đúng ép của nó là các bác cho chạy 190 gì đó, motor sẽ bền ha. Đó, đầu nén bảo hành 6 tháng 1 năm gì cũng được. Tại cái này nó đâu có gì đâu hư. Còn cái này thì nó là như vậy, tại vì về tay mấy bác xài rồi điện nó yếu rồi, mà mấy bác không phải ai cũng có điện mạnh, xong mấy bác ép nó thì motor ampe nó lên đâu có chịu được, nó sẽ cháy motor ha. Đó, cái phần đó là do người sử dụng ha, lỗi là lỗi người sử dụng. Thì em nói trước như vậy để cho các bác biết, bác nào cảm thấy ok thì liên hệ em, còn thấy nó cao thì thôi thì mình tham khảo ha, cái hợp thì mua, đồ bãi nó vô giá ha. Đó. Đó là toàn cảnh em đó. Em Quý Đồng Nai chào các bác. Hẹn gặp lại trong clip tiếp theo của em.